Câu hỏi 19. Công nghệ Rain Skyway có được công nhận trên thế giới và có giải thưởng về triển lãm hoặc đánh giá của các chuyên gia độc lập không? Vâng, tất nhiên. Công nghệ nhận được đánh giá cao trong thời Xô Viết. Nhận thức được những người khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh tên lửa, tôi trở thành thành viên của Liên đoàn Vũ trụ. Với sự giúp đỡ của Liên đoàn Vũ trụ Liên Xô, tôi đã tổ chức được một hội nghị quốc tế tại Gomel, 500 người tham gia có mặt. Chúng tôi đã nhận được một khoản tài trợ từ Quỹ Hòa bình Liên Xô, sau đó đứng đầu là Kapov, một người chơi cờ. Sau đó ở thời hậu Xô Viết, hai khoản tài trợ đã được nhận từ Liên Hợp Quốc. Nhiều cuộc kiểm tra chuyên gia đã được thực hiện, bao gồm cả ở Liên Hợp Quốc, trong đó có Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã làm một bài kiểm tra. Học viện Giao thông Vận tải chi nhánh Siberia, Viện Vấn đề Giao thông của Viện Hàn Lâm Khoa học có một kết luận rất tích cực. Những trường đại học, trường khoa học khác nhau, đặc biệt là Đại học Giao thông Vận tải ở Saint Petersburg, đó là một học viện cũ của vận tải đường sắt. Những hỗ trợ và kết luận như vậy có lẽ là gần 100, không ít. Xin chào, tôi là Daza và các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những điều thú vị và quan trọng đã diễn ra tại dự án Skyway và công ty Skyward Community trong những tuần qua. Trong bản tin này, Trung tâm Unit Sky Technology tại Saroja đã đón chuyến thăm của đoàn đại biểu doanh nghiệp từ Thụy Sĩ. Các học sinh của trường chuyên Minsk đã có chuyến tham quan tại trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây tại Belarus. Tại EcoTechnoPark đã diễn ra các chuyến đi thử nghiệm của phiên bản Univin cải tiến. Trên tạp chí MES đã nói về việc xây dựng tuyến đường dài 130 km giữa Saroja và Kho Fakan. Ngày 2 tháng 12 sẽ diễn ra lớp kỹ năng chuyên môn miễn phí bằng tiếng Nga về cách đạt được các mục tiêu của mình. Còn bây giờ là chi tiết hơn về các sự kiện ấy. Chúng ta cùng bắt đầu với một trong những tin tức chính của các tuần qua. Trung tâm Unit Sky Technology tại Saroja đã đón chuyến thăm của đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp từ Thụy Sĩ. Tại chuyến tham quan, các đại biểu đã được biết về những đặc điểm công nghệ của vận tải đường dây Unit Sky Technology, tới trạm điều phối và đi thử trên Unica nhiệt đới. Các thành viên của đoàn đã tới gian triển lãm, nơi trình diễn mẫu vận tải đường dây có thể tăng tốc tới 500 km/h. Được biết, theo các kế hoạch của công ty, sẽ xây dựng tuyến vận tải cao tốc riêng và thu hút từ 230 tới 580 triệu USD đầu tư cho việc này. Sau chuyến tham quan, các doanh nhân đã bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với công ty tiến hành phát triển vận tải đường dây tại UAE. Bây giờ, chúng ta cùng quay lại Belarus. Tại trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây EcoTechnoPark ở Belarus đã diễn ra buổi tham quan cho các học sinh trường chuyên Minsk. Ấn tượng lớn đối với các em học sinh là quá khứ quân sự ở EcoTechnoPark. Được biết, trung tâm thử nghiệm này được xây dựng trên khu vực từng là thao trường xe tăng trước đây. Chỉ trong 6 năm, các chuyên gia của dự án đã biến nơi đây thành khu vực với 5 tuyến đường hoạt động, xung quanh là những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, những hàng cây và hồ nước. Không kém phần lôi cuốn, trong chuyến tham quan là những chuyến đi trình diễn của vận tải đường dây. Đặc biệt, những vị khách tới đã thích thú với thiết kế hiện đại của các toa xe, nhất là Unica. Các đại diện trung tâm đã trình bày rằng, mẫu vận tải đường dây này được dùng cho sự di chuyển tiện nghi của 2 đến 6 người trong đô thị và trên các tuyến đường ngoại ô. Với những đặc điểm độc đáo của mình, Unica đã không ít lần được trưng bày tại các triển lãm quốc tế. Chúng tôi chắc chắn rằng, chuyến tham quan này sẽ truyền cảm hứng cho những con người trẻ tuổi và nhiều người trong số họ sẽ quan tâm tới tương lai của hành tinh cùng với Unit Sky Technology.
Ngoài chuyến tham quan, tại Eco Technopark còn diễn ra một sự kiện tuyệt vời nữa. Mới đây, tại đó đã thử nghiệm UniWin được hoàn thiện bởi các chuyên gia của Unit Sky Sync Technology. Đặc biệt, trong phiên bản cập nhật mới của UniWin, hệ thống treo cơ đã được đổi thành hệ thống treo khí nén. Điều đó đã cho phép khiến việc di chuyển của phương tiện trở nên êm ái hơn và giảm độ ồn lên các hành khách. Được biết, UniWin đó là phương tiện vận tải cỡ nhỏ, dùng cho các tuyến đường đô thị và ngoại ô, có thể vận chuyển 3.500 người trên giờ. Nhờ giá thành sản xuất rẻ và kết cấu đơn giản, mẫu phương tiện này phù hợp để sử dụng tại các khu vực thưa dân và xa xôi, cũng như tại vùng núi. Trong phần kết, chúng tôi xin chia sẻ tin tức đáng quan tâm đã được đăng trên trang của tạp chí Ả Rập MES. Các phóng viên đã đưa tin rằng, công ty Unit Sky Sync Technology INC đang chuẩn bị xây dựng tuyến đường theo công nghệ đường dây dài 130 km nối hai thành phố của UAE là Sharjah và Khorfakkan. Công ty đã đệ trình một số phương án tuyến đường, bao gồm tuyến vận tải hàng hóa tới cảng Khorfakkan, cũng như hệ thống vận tải hành khách trong phạm vi đô thị. Hiện nay, các đề xuất đang được xem xét. Được biết, tới cuối năm 2022, công ty lên kế hoạch gia tăng số lượng các dự án cụ thể lên 10 dự án. Trong đó, theo tổng công trình sư của công ty, ngài Anatoly Unitsky, 3 hợp đồng có thể được ký kết trong năm 2021. Để đọc toàn văn bài báo trên tạp chí MES, xin hãy vào link trong phần mô tả dưới video. Cuối cùng, chúng tôi xin mời các bạn tham dự lớp kỹ năng chuyên môn năng lượng của mục tiêu bằng tiếng Nga. Lớp được giảng bởi chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng Natalia Ivanova, người đã làm việc với các công ty lớn như Đường sắt Nga, Mercedes và Mars. Tại lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn, các bạn sẽ biết tại sao các bạn chưa đạt được mục tiêu và cách khắc phục tình trạng này. Sau buổi học, các bạn sẽ có được thuật toán hành động sẵn sàng, giúp đạt được các kết quả cần thiết. Công cụ này được nói tới chỉ trong các trường đào tạo kinh doanh và các đại học lớn của phương Tây như Harvard. Ngoài ra, các thành viên của lớp kỹ năng chuyên môn sẽ được biết chi tiết về việc phát hành nền tảng đào tạo Skyward Community. Hiện nay, tại đó đang tập hợp các video từ những lớp kỹ năng chuyên môn khác sẽ giúp làm việc hiệu quả với các khách hàng và chốt đơn với hiệu suất tối đa. Lớp học sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12, lúc 16 giờ theo giờ Moscow. Để tham gia, hãy đăng ký theo link trong phần mô tả. Trên đây là mọi tin tức tới nay. Hãy đăng ký lên kênh YouTube SVKC và bật nhận thông báo để không bỏ lỡ các bản tin vắn video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại!